Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu về tiếp thị liên kết shop của mình. Tương tự như Shopee hay Lazada, mọi người chỉ cần share link có chứa mã giới thiệu của bản thân. Sau khi người khác mua đồ từ link của bạn, bên mình sẽ trả hoa hồng cho bạn. Để lấy link chứa mã giới thiệu của bản thân, bạn sẽ nhập vào ô này. Link sản phẩm là link của shop, nếu bạn để mặc định như này cũng được. Nó sẽ chỉ vào trang chủ của shop. Nếu các bạn muốn lấy một cái sản phẩm cụ thể, các bạn vào trang chủ của shop. Chọn một sản phẩm, click chuột phải, mở đường liên kết trong tab mới, copy link và điền vào ô link sản phẩm. Ô email thì các bạn nhập email thôi. Giả sử email của bạn là như này thì bạn chỉ nhập phần trước dấu A còng thôi. Sau đó ấn Submit, tiếp theo copy link màu đỏ này để bắt đầu chia sẻ Facebook, Zalo, v.v. Phía dưới là form điền thông tin của các bạn dùng để chuyển hoa hồng cho mọi người. Đăng nhập Gmail và điền đầy đủ thông tin nha. Còn đây là link khi có người mua sản phẩm, ở đây là chỉ có đơn giá và tên người giới thiệu, là Gmail nhận hoa hồng của bạn vừa tạo vừa nãy. Trong tháng 8 và tháng 9 này hoa hồng sẽ được trả là 10%. Các bạn chỉ cần lấy số tiền của đơn hàng nhân với 10% là số tiền các bạn nhận được. Hoa hồng 20% chỉ dành cho một số sản phẩm cụ thể mình sẽ cập nhật sau trên trang Facebook. Mình sẽ thử tạo một đơn mới theo link của mình và đặt hàng, nó sẽ xuất hiện tại trang này ngay sau đó. Cảm